Dạ, mến chào buổi sáng cả nhà mình ha. Rồi thì hôm nay em sẽ quay lại cái cây mai vàng mà em thâu cành nó sâu nè cả nhà. Cái cây ghép già mùa thâu cành sâu. Thì hôm trước em có đóng một cái số bo ha, đóng ngoài đầu cành nè cả nhà. Đầu cành để cho nó những cái chỗ nào, cái nhánh nào mà nó không có lú tược đó, nó không lên mầm á thì mình sẽ đóng ha. Thì đóng nó dính 100% cả nhà. Nhưng số này thì mình đóng nó dính hết rồi. Cả nhà thấy nè ha. Những cái bo này thì nó dính. Thì nên những cái cây nào anh em mình thấy cái tàn mà nó xấu ở trong mà nó trống quá đó thì sau khi rút, mà trường hợp mình thấy những cái nhánh nào mà nó không đâm chồi ra thì anh em mình sẽ ra đóng liền ha. Nhưng mà trường hợp mình canh, ví dụ như mình rút đó cả nhà, thì nhựa nó lên nhiều như vậy ha, hoặc là những cái một số nhánh nó đã lên mầm rồi, mà số nhánh nào không lên mầm mình nhìn thấy được đó cả nhà, nhìn thấy được là như thế này nó trơn, nó không có chỗ nào nó lên mầm hết. Cái mầm này nó đã chết rồi ha, mầm này nó đã chết rồi, nên cô chú anh chị mình sẽ biết là nó không, nhánh này nó sẽ không lên được, thì mình sẽ đóng nối ngoài đầu cành. Chứ để nhiều khi anh em mình để như vậy nó không lên thì nó sẽ bị hư cái nhánh này luôn ha, nó không có mầm lên thì nhánh này từ từ nó sẽ chết. Thế vậy thì mình sẽ đóng ha. Trường hợp mình đóng thì anh em mình nhớ xem kỹ ha, chứ để nhiều khi đóng rồi mà trong nó lú mục á, thì có số lú mục ở sao ha. Sau khi ấy thì nó lú mục thì nó cũng hơi tiếc, hơi uổng ha. Tại vì những cái nhánh riêng của mình nó đã già rồi, ghép già mùa rồi, mà anh em mình đóng vô nữa thì nó hơi tiếc là cái nó sẽ không có còn cái nhánh cái bo ghép già mùa nữa ha. Nó đóng thì nó là lúc nào cũng mới hết cả nhà. Thì trường hợp một số những cái cây mình thâu càng sâu đó cả nhà, thì nó sẽ ra những cái lá như vậy. Nhiều anh em mình nghĩ nó sẽ là bọ trĩ nó ăn, nhưng không phải hết cả nhà. Do mình đôn sâu thì thời gian lâu dữ lắm nó mới lú được cái mầm ra ha. Nhưng mà nó lú nhiều khi mà nó lú nó chậm đó cả nhà. Nắng rồi thì nó nằm lâu như vậy thì cái lá của nó cũng bị ảnh hưởng đó cả nhà. Bị ảnh hưởng ha. Ảnh hưởng là nó bị nhỏ lại do thời tiết đó, hoặc là thời gian lâu quá cái mầm nó lú lú, nhưng mà lâu quá thì không có lên thì ảnh hưởng cái phần lá này rất là nhiều. Nhưng mà khi ra lá mà nó cái tược nó dài rồi, cả nhà thấy ha, cái tược nó dài rồi thì bắt đầu cái lá nó từ từ nó lớn lên nè, nó to nó bự nè nên mình nghĩ là bọ trĩ nó ăn nhiều ha. Nên cả nhà mình sợ xịt bò thì xịt thuốc mình cũng chặn cử đi cả nhà, nhưng mà cũng nhiều cái lá anh em mình sẽ không nhận ra là bọ trĩ, hay là do là mình thời gian mà cái mầm của mình nó lâu phát triển ra thì nó sẽ trường hợp cái lá nó nhỏ và cái lá nó bị co co này cả nhà ha, nó bị co co như vậy ha. Ví dụ như anh em mình mới thì sợ ha, sợ không biết là cái cây có bị suy bị yếu hay không ha. Rồi mình sẽ sử dụng một thuốc như thế nào và cái loại dưỡng như thế nào để kích thích cho nó cái lá nó to ha. Nếu mà mình biết rồi thì cái chu kỳ của mình làm vẫn bình thường vậy thôi cả nhà ha, vẫn bình thường. Nếu anh em mình thật ra là nuôi cái cây mai nó chưa có kinh nghiệm á, thì trường hợp mình lo lắng thì nó vẫn là tốt ha. Nhưng mà thời gian này mình không có cần dội đâu cả nhà, tại vì thời tiết năm nay nó khá là nắng đó cả nhà, nắng nhiều rồi làm cho cây mai của mình nó chậm phát triển ha, hoặc là có một số nhánh nó cũng bị suy yếu và nó chết nhánh đó cả nhà. Thì vườn em thì vẫn có trường hợp đó đó. Ví dụ như cái cây này đi cả nhà ha, có một số nhánh thì nó lên nè, số nhánh này nè nó không có lên nổi nè cả nhà, cái mầm sau nó cũng đã lú ha, còn một số nhánh nó bị chết đi. Đây ví dụ như cả nhà thấy đây, cái trường hợp cây này nhánh này nè cả nhà, nhánh này nó đã chết rồi. Lý do thì cũng rất nhiều lý do đó cả nhà. Ví dụ như anh em mình chơi Tết nè, chơi Tết mà mình cho thuê, cây này mình cho thuê nữa nha, cho thuê đi, thì vô trong nhà thì khách á, khách thuê đó, người ta sẽ tưới cái lượng nước nó không có đủ, không có đủ, hoặc là
người ta sẽ tưới cái lượng nước rất là dư. Trước tiên là không đủ đấy nha, ví dụ như trong thời gian khoảng 4-5 ngày khách không có tưới, thì những cái nhánh nào mà nó mạnh đó, nó sẽ hút được cái lượng nước, hút được cái dinh dưỡng lên để nuôi cái nhánh đó phát triển mạnh. Có những nhánh nó hút không nổi đó cả nhà, thì trường hợp nó chết nhánh là do là nó thiếu nước rồi. Nhiều khi người ta tưới nhiều quá thì những cái rễ mà nó khô quá, rễ cám nó khô thì nó sẽ bị úng đi, trường hợp đó thì nó sẽ làm ngẵn lại cái bộ rễ của mình luôn. Do vậy thì một số nhánh qua Tết sau khi mình đốn, cái nhánh này còn phát triển, nhánh này nó đã chết rồi nè cả nhà, chết ha. Trường hợp thì cây suy yếu cũng nhiều trường hợp để anh em mình suy luận ha. Cái cây mai thì nó cũng có những cái cây mạnh, cũng có những cây yếu, những có bộ rễ mạnh mà có bộ rễ yếu. Thì thường những bộ rễ mạnh á, ví dụ như nó nằm một bên ha, nó nằm một bên bộ rễ nó cám nó nhiều thì nó sẽ chỗ đó thì sẽ hút dinh dưỡng nhiều, còn những bộ rễ cám nó yếu thì bên đó nó sẽ hút yếu hơn. Do vậy thì có nhiều trường hợp để cái cây mai mình xảy ra là trường hợp nó bị suy yếu ha. Thời gian này thì cũng nhắc lại với cả nhà mình, thì em cũng không có vội hết đó nha. Thì tới cử em cũng dưỡng những cây nào mà thấy nó hơi nắng nó còn sụ quá, thì anh em mình cần một cái lượng mát vào buổi chiều, từ cho 12 giờ tới chiều thì anh em mình phải làm sao để che đậy lại ha, để cho nó giảm cái lượng nắng vào buổi chiều, nó rất là gắt nha cả nhà. Nên mình phải bảo vệ cái cây mai của mình, nó bị suy yếu thì chưa có đủ sức để nó ra nắng hoàn toàn, thì anh em mình phải hạn chế cái lượng nắng ha. Thì những cái cây, số cây thì nó cũng già lá rồi cả nhà, nhưng mà năm nay thì nó có trường hợp thì nó phát triển nó không có mạnh như những năm trước, là do cái thời tiết của mình thôi nha. Thời tiết nó quá gắt nên trường hợp thì giờ mình cũng tưới đều đặn thôi, chứ không có cần kích thích dội đâu nha cả nhà. Những cái này thì nó cũng già cơi hết rồi đó nha, già cơi hết rồi. Lá mà nó được dày như vậy thì bắt đầu nó khỏe rồi. Thì những cái lá già thì hôm trước em có cộng Antacon, thì cái liều lượng Antacon thì cả nhà biết, một bịch 100g ha, thì mình pha thôi, mình pha cộng với Anvin, có nghĩa cộng hai loại lại với thuốc sâu. Thì mình sẽ xịt, ví dụ như Anvin mình xịt 70cc cho 20 lít nước, thì Antacon, một bịch Antacon thì có thể mình cộng khoảng 40 lít nước nha cả nhà. Mình cộng cái liều lượng nó nhẹ trước ha, nhẹ trước để cho thời tiết nó còn nắng như vậy. Một số cái tược lụa thì nhiều khi mình xịt nó đậm Antacon quá thì nó sẽ làm nóng, nó làm sụ cái lá mình. Nhiều cây bị suy yếu thì nó bị suy, nó chết luôn đó nha, tại Antacon này rất là nóng. Nên cái liều lượng mình pha từ từ thôi, để cho bảo vệ từ từ cái dàn lá nó. Antacon thì giúp cái lá nó xanh dày rất là tốt, nhưng mà cái liều lượng mình đừng có xịt đậm quá trong cái thời gian đầu tiên, mình cũng từ từ thôi. Thì em chia sẻ cho cả nhà thì rất là nhiều, nhưng mà lúc nào em cũng phải cái liều lượng thì em cũng không có cho chia sẻ cho cả nhà mình cái liều lượng cao đâu cả nhà, cũng từ từ, rồi từ từ mình sẽ tăng lên ít để cho cây mai của mình nó, thứ nhất là không bị sốc nè, sốc dưỡng, sốc phân nè, và sốc cái bệnh đó ha, mình xịt đó nên cả nhà mình an tâm nha cả nhà. Và cả nhà giờ quay lại số cái bình lại này nè cả nhà, đây nha, một bông cho cả nhà mình luôn, khủng khiếp cái bông luôn cả nhà. Hãy để cái tay đây nè, cả nhà mình thấy nè, bông này cũng phải 8 phân nữa cả nhà, đây bông này luôn, rất là to ha. Đây, đặc biệt là mình thích cái siêu bông bình lợi này nè cả nhà, thì thích được cái là nó nở rất là đồng đều, có nghĩa là khi một cái búp nó ra nè cả nhà, búp nó ra này, thí dụ như là 5 búp ha, 5 búp
thì nó sẽ nuôi dưỡng cái búp này rất là to, nó đều với nhau, đều với nhau thì cái bông nào chung một búp như vậy, một chùm như vậy, nhưng mà nó nở 9 rưỡi 10 9 rưỡi 10. Đây như trường hợp này cả nhà thấy nè, nó nở 4-5 bông trong một cái búp nó ra đó, thì em thấy nó đã là 9 rưỡi 10 9 rưỡi 10, nó không có bông nhỏ ha. Nên mình thích là được cái cánh thì nó cũng hơi dúng đó cả nhà, hơi dúng thì không sao, trường hợp này thì mình có thể chế nhẹ ha. Vô trong mát thì có thể vô nhà mình trưng Tết á, thì nó nhiệt độ nó không có nắng thì nó sẽ giảm nha cái lượng cánh mà nó bị hơi dúng đó cả nhà. Không sao ha, không sao, thì cái này mình có thể chơi được, tại vì được cái là cái búp với cái bông nó rất là đều nhau, và cánh thì nó cả nhà thấy thì mười mấy cánh tới hai mấy ba chục cánh đó, thì trường hợp này cái bông nó rất là đẹp rồi. Nên em thì ít chơi loại những mai giống, nhưng mà trường hợp cái loại giống nào mà em thấy nó đạt chuẩn thì em sẽ ghép nhiều nha cả nhà. Thì cũng chia sẻ cho cả nhà, nếu anh em mình thích như em thì có thể mình sẽ nhân cái giống này ra để mình chơi nha cả nhà. Đây, cái bông ở trong nè, cả nhà thấy ở trong nè, bông lúc nào cũng từ 8 phân đến 8 phân mấy cả nhà, có số bông thì có thể 7 phân 7 phân mấy, dù sao nó cũng lớn hả nha. Nhìn thấy cái búp nè cả nhà thấy, nhìn thấy cái búp đi, em để ngón tay út vô nè cả nhà thấy nè, nó rất là to luôn ha, rất là to. Nên em cũng nhận được một số cây ra cả nhà. Ok, nên em ghép được số phôi tứ quý, đợt sau này thì tứ quý với mai vàng, những cái loại cây lớn thì em cũng ghép ha, cũng ghép để mình nhân cái giống này ra để mình chơi. Đây, cái búp nè cả nhà thấy, ngón tay út của em để vô này. Nó muốn ngón tay út này nó cũng 7-10 luôn á nha, cái búp nè, đặt búp này còn lớn nữa nè, thấy nè, rất là to. Thì em thấy chùm á thì cũng có nè, như cái búp này 2 4 6 7 nè, ra được 7 búp rồi cả nhà, 7 búp, có cái thì 5, đây cũng nhiều nè. Nếu mình nuôi được cái nụ mà nó to, nó đủ lực á, thì cho ra cái nó sẽ nhiều cái búp ha, nhiều cái búp, nhiều cái bông, thì tùy theo cái cách nuôi của mình thôi. Nên sử dụng thì mình nuôi cái nụ đẹp, cái búp nhiều thì cũng do cái cách mình nuôi. Thì mới năm đầu tiên thì có thể là mình sẽ sử dụng từ từ để chia sẻ cho cả nhà mình, để coi cái hàm lượng kali, cái hàm lượng đi phân như thế nào để nuôi được những cái nụ nó sẽ đều và đẹp hơn cả nhà. Đây, màu sắc cũng đậm luôn cả nhà, cây mai vàng mà màu sắc nó cũng đậm luôn cả nhà biết rồi. Tại em để vô ha. Nó sẽ được 3 lớp nè cả nhà thấy ha, này được 3 lớp nè, 3 lớp thì nó cũng với mười mấy cánh nè cả nhà, 4 lớp luôn cả nhà, lớp dưới nữa nè, lớp dưới cùng nữa nè, 4 lớp luôn. 1 lớp nè cả nhà thấy không, 2 lớp nè, 3 lớp nè, là lớp trên cùng nữa là 4 ha, 4 lớp. Cái giống này thì được một người bạn cả nhà, một người bạn lúc đó người bạn cho mình được một số bo. Thì người bạn này nói cái này nó là còn cũng như là cây của người bạn đó là F1, thì quay qua cây này là F2 nè cả nhà. Nên cái bông cũng khá là đẹp luôn, cái chuẩn ha nha. Nhưng mà theo như mình ghép như vậy thì mình lựa những cái bo nào nó chuẩn ha, nó mạnh khỏe thì mình ghép nó sẽ cho ra được những cái loại bông nó sẽ chuẩn hơn ha nha. Thì nói chung vô cây nái thì cái cây F0 hoặc là F1 thì mình lấy cái cây sung thì đưa qua thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ví dụ như cây F0 nó mà ghép qua cái cây F1 mà cái cây F1 mình lấy nó không có sung thì cho ra nó cũng không được khỏe đâu nha cả nhà. Nên mình lấy bo
từ F1, F2 gì không biết, có thể mình lấy F2, nhưng mà tại sao nó khỏe mà nó sung hơn cái cây F1 là lý do cái cây F1 của mình khi mà ghép qua do cái thân cây nó không có phát triển mạnh, anh em mình ghép vô, lấy là bò đó ghép vô thì dĩ nhiên nó ra sẽ không có sung rồi. Tại vì hiện tại cái F1 nó không có sung thì mình đưa qua mình lấy bo mình cắt qua cái F2, F3 thì lúc nào nó cũng bị suy yếu rồi cả nhà. Từ từ nó xuống là lý do là mình chọn cái bo từ F1, F2, F3 cũng biết, nhưng mà cái bo nó sung thì cho ra cái bo, cái tượng nó phát triển mạnh thôi, và cái bông nó cũng sẽ những cái cây sung thì lúc nào cũng bông nó cũng sẽ đẹp hơn những cái cây nó bị suy yếu. Nên khi mình chọn bo và mình chọn cây ghép thì mình phải chọn cái lúc nào cũng là bo sung và cái cây nó sung. Chứ nếu mà cái bo nó sung mà cái cây nó suy thì mình đưa vô thì mức độ nó cũng không có thật sự là sung khỏe đó nha. Đây, cái mầm nó ra được hết rồi cả nhà. Mức độ nó đâm như vậy nè. Này cả nhà thấy nè, tại vì mình cắt sâu thì nó lâu ra, lúc nào nó cũng co co vậy nè cả nhà. Nhưng mà khi nó đi ra mạnh rồi thì cái lá nó bắt đầu nó sẽ to và nó thẳng hơn đó nha. Trong trường hợp này anh em mình có những trường hợp thì anh em mình sợ ha. Đây, một số cây bình lợi nữa nha. Như cây này em cũng đang thả để lấy bo nè cả nhà. Cũng ghép bình lợi ha. Này được đế nha. Thì mình sẽ bấm được một số bò nữa. Dạ rồi thì hôm nay cũng quay lại và chia sẻ cho cả nhà mình một số cái vấn đề mà anh em mình thường gặp vào dịp Tết sau khi cắt đôn. Tới nay thì anh em mình xảy ra một số trường hợp, thì nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái trường hợp nào mà giống em nói, mà cách xử lý và một số vấn đề mình chia sẻ đó, thì anh em mình sẽ tham khảo ha, để giải quyết một số cái cây mai của mình có nhiều cái khuyết điểm mà anh em mình cần xử lý để giúp cây mai mình nó sẽ phát triển mạnh hơn như thế nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ha, những cái video tiếp theo. Mong cô chú anh chị mình tiếp tục ủng hộ ha, ủng hộ đăng ký kênh để kênh ngày một phát triển như thế nha. Em xin mến chào ạ.